cơ sở nào để huấn luyện viên Chu và đội tuyển Việt Nam mơ về World Cup 2026? Huấn luyện viên Philip Chu có lý do để khẳng định mục tiêu World Cup 2026 không nằm ngoài tầm với đội tuyển Việt Nam. World Cup 2026 với 48 đội giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội hướng tới vòng chung kết. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng không nằm ngoài tầm với. Đó là mục tiêu chúng tôi hướng tới đền đáp sự tin tưởng của người hâm mộ. Tôi đặt ra mục tiêu không dừng lại ở củng cố thành tựu của huấn luyện viên tiền nhiệm, mà còn nâng tầm bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới, huấn luyện viên Philip Chu tuyên bố trong ngày ra mắt công chúng. Nhà cầm quân người Pháp đã bắt tay vào công việc với đội U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3. Đây cũng là đội tuyển ông Chu đặt trọng tâm huấn luyện để hướng tới SEA Games 32. Tuy nhiên, phù thủy trắng khẳng định mục tiêu của đội tuyển U23 cũng nằm trong chiến lược tổng thể ông đã vạch ra cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đó là hướng tới World Cup 2026. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, đây là mục tiêu có cơ sở của huấn luyện viên Chu. Ông phân tích, ông Chu đặt tham vọng hướng tới World Cup 2026 là có căn cứ. Trước tiên, VFF đã tìm được tiếng nói chung về ý tưởng và chiến lược với huấn luyện viên người Pháp. Nói về đích ngắm World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt. Với sự có mặt của chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu bóng đá Việt Nam như ông Chu chúng ta đã có những yếu tố chủ chốt để đặt hy vọng ở vòng loại World Cup 2026. Chuyên gia Phan Anh Tú nêu quan điểm, huấn luyện viên Chu đã dẫn dắt những đội tuyển có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ông từng làm việc ở 7 đội tuyển quốc gia, từng gặp nhiều khó khăn ban đầu. Quan trọng là, ông thầy sinh năm 1955 nhìn thấy nỗ lực, quyết tâm và chất lượng của nền bóng đá trước khi quyết định hợp tác. Ông Chu cũng tin vào năng lực bản thân. Tin rằng ông có kế hoạch tốt để đưa đội tuyển ở trình tiệm cận vé dự World Cup như đội tuyển Việt Nam có thể dự sân chơi này. Mỗi huấn luyện viên có một bản sắc, bí quyết riêng. Với huấn luyện viên Chu tôi tin ông có giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, ông nắm bắt rõ năng lực của Việt Nam và các nước trong khu vực nên mới có cơ sở để vạch kế hoạch giúp đội tuyển tiến bộ, ông Tú phân tích. Bên cạnh niềm tin vào chiến lược và năng lực bản thân, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng huấn luyện viên Chu tin vào tính khả thi của mục tiêu World Cup, còn là bởi ông đang có lực lượng cầu thủ giàu tiềm năng. Đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt, với nòng cốt đội tuyển Việt Nam đã có kinh nghiệm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta còn Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu đã thi đấu nhiều giải lớn, còn Việt Anh, Thanh Bình trẻ trung ở hàng thủ. Ngoài ra, ông Chu đang có trong tay những nhân tố trẻ để đa dạng các giải pháp chơi bóng. Các cầu thủ trẻ sẽ nắm bắt triết lý của ông Chu sâu sắc hơn, có thể cải thiện thể lực để đáp ứng yêu cầu chơi một trận đấu với cường độ cao liên tục. Đó cũng là lý do ông Chu rất chú tâm đến khâu đào tạo trẻ, ông Tú phân tích. Cựu trưởng đoàn đội nữ Việt Nam cũng phân tích khiếm khuyết mà đội tuyển Việt Nam cần khắc phục dưới thời huấn luyện viên Chu. Ở những giải đấu tầm cỡ vòng loại World Cup, các cầu thủ phải đá ở cường độ cao liên tục, tham gia những trận đấu có tính tập trung cao. Do đó, vấn đề thể lực phải cải thiện. Các cầu thủ cần cải thiện sức bền tâm lý và thể lực để có thể chơi tập trung từ đầu đến cuối. Có những trận đội tuyển Việt Nam chơi tốt, nhưng chỉ mất tập trung một khoảnh khắc thôi, cái giá phải trả rất đắt. Các đội bóng hàng đầu đôi khi chỉ hơn thua nhau ở một, hai khoảnh khắc. Khác biệt của những đội mạnh là đá cường độ cao từ đầu đến cuối, đồng thời chơi rất tập trung. Đó là yếu tố đội tuyển Việt Nam cần phải hướng tới. Cải thiện sức bền thể lực và tâm lý, thi đấu tập trung và không bao giờ từ bỏ trong suốt trận đấu vốn căng thẳng và khó khăn, chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.